mấy con cua này vậy sao được không ghi nhỉ? Con này anh thấy không ăn thua lắm. Không ăn thua à? Tại vì nó trông nó kiểu chạy cũng chậm. Chậm. Mấy cái đồ con này ăn thua cái gì? Con này bật mấy khẩu súng nét này thôi. Súng nét này. Súng này của em. Ui. Nó dẻo này. Đi anh. Cũng đi nhưng mà nó yếu vậy. Con này đi cảm giác là nó không thật. Bây giờ anh. Bây giờ phải có mấy con nữa nhỉ? Một con là hơi ít. Ui, anh ơi, có sa một con bốn. Ui, sa lại một pet mới à? Ui, hả? Con gì đấy? Con gì đấy? Con gì đấy? Con này là con này cái bạch tuộc đấy. Bạch tuộc á? Con này đâu? Con này đâu? Con này con gì đấy? Con bạch tuộc. Nhưng mà, ui, hả? Mang con này vào để có làm gì? Sa làm gì đấy? Con này ý là làm gì? Sa bảo làm bẫy. Bẫy á? Có nghĩa là bây giờ làm bẫy trước đúng không? Tí nữa em gọi nó không về đây thôi em mình bắt nó luôn. Không được. Được anh. Không được, con này biết bẫy rồi đi. Nó biết bẫy rồi gì? Đâu? Mình chả rồi. Ui. Bạn quát à? Bạn quát à? Sa này ra cũng nghịch mấy con gớ vẩn hết nhỉ? Ui. Đi rồi. Ui. Bò này anh. Ui. Nó bò. Ui nó đi rồi. Nhanh hết. Ui. Ui. Kẹp nhanh đi. Được. Con này được ấy. Ok. Bây giờ em cứ đi dụ nó đi nhá. Để bọn anh ở nhà bọn anh làm cái bẫy. Ok nhá. Ok, hôm nay bắt sống thằng Hugi nhá. Đi em ơi. Bây giờ anh nghĩ có hai con là đủ bẫy rồi đấy. Đủ bẫy. Nhưng mà cái con này của Sam nó hơi lỏ cái là nó phải giống cót. Con này nhưng mà con này nó có biến nó tự chạy. Con này mỗi lần này phải vặn này. Ấy. Em hiểu không? Nhưng mà em thấy con này con này trông nó đẹp hơn nhỉ. Ừ. Ui nó đi. Đấy. Ui chân nó tự lắc em này. Đấy thấy chưa? À, con này là con bạch tuộc hay là con gì con này cứ em giống nhìn thấy cái giống con mực. Con mực đúng không? Ừ. Đây là cái đầu này, cái mai mực. Hai cái mắt này, đây cái mồm này. Bạch tuộc mồm như tròn nhỉ? Chắc con này là ui, đây dâu đây. Đấy, nhìn dâu chưa? Cái lỗ này là dâu này. Đấy. Sợ, chân nó tự nó ngoáy này. Đấy, xét luôn. Đấy, con này anh nghĩ là ok đấy em ạ. Vậy anh hai con chạy đua xem con nào thắng anh. Con này cô tê hơn này. Con mực chắc anh chắc là nó sẽ thắng đấy. Bây giờ chạy đua rồi anh. Bây giờ nhá. Đây. 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 1 2. Ui. Ôi, mực chạy nhanh thế nhỉ? Con mực chưa? Ui. Mực chạy xứ trong kia rồi. Ui. Con cua chạy chậm thế nhỉ? Con này anh bảo nhá, bây giờ mình không còn cách bẫy ở kiểu khác thôi. Bây giờ tí nữa mình chỉ có đợi nó đến là mình thả ra. Khi con này nó chạy ấy, nó không sợ đâu. Nên nó sẽ tò mò nó bắt con này. Anh em mình sẽ lấp vào đâu đó ra. Úi xoài. Ok không? Đấy, chơi thế mà thế. Nó hợp lý. Không biết Sang lấy tiền mua này để đi chấn lột của trẻ trâu mang về cho mình nhỉ? Sang không đi chấn lột đâu. Hả? Ui, con này nó đi này. Hay để em tháo dây ra cho hai con này đâm nhau thử xem con nào thắng. Được, thử xem. Bây giờ mình xem con nào khỏe đã. Đấy anh em, ở đây là con bạch tuộc nhá, hay gọi là con mực. Đây là con cua. Đấy. Tí nữa anh em mình sẽ dùng hai cái con này để đặt bẫy thằng đàn ông ghi nhá. Đây là kế hoạch của San. À, San đã mang con này đến để bỏ anh em mình đặt bẫy. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện theo cái ý của San xem như thế nào. Còn con này là công tắc. Con này chạy pin chắc là nó khỏe hơn, nó không nhanh thôi nhưng anh nghĩ nó khỏe hơn đấy. Đây sao? Đấy, thử ạ. Ôi nó lé nhau. Con này nó lé nhau rồi. Đây. Ôi, con cua nó khỏe hơn. Đấy con này đứng yên rồi. Ai à. Nói chung không thể ăn được cua máy em ạ. Cua máy nó khỏe hơn. Đứng như thôi. À cũng không đi được nữa. Con này là nó dừng rồi. Nó dừng nên là con cua máy nó không đi được. Nên cua máy nó có pin nó chạy lâu hơn. Con nào đẹp nhỉ? Anh thấy con này đẹp hơn. Con bạch tuộc trông nhìn đẹp hơn. Anh bảo, con này trông cu te hơn. Anh bảo con này tí là em dùng cái gì em chùm lên. Nó có thể nó không biết là con cua hiểu chưa? Thế nó thấy di chuyển phát nó mở ra là thấy con cua này phải xem có sợ không. Còn con này tí mình sẽ giữ để mình thả xong. Đấy. Ok. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn súng nép đây rồi. Đấy. Chuẩn bị ít một cái em lấy cái đạn đi em test thử xem còn bắn được không. Cái này của anh xịn hơn. Cái này của anh xoay lòng, cái đấy của em lòng không xoay đâu. Cái đấy là súng dẻo rồi. Đây, em xem cái này của anh xoay lòng được cơ mà. Đấy. Thử test nào. Ui súng này súng khỏe hơn luôn. Khỏe hơn luôn. Đây em thử bắn con mực này xem là có trúng không. Em bắn đảm bảo trúng luôn. Ui giời, gần chúng anh. Bắn gần thế mà em còn bắn gần tí thì thố cái gì. Ui. Ui đấy, phải như thế. Em xem khẩu này thử. Khẩu đấy là hơi lỏ đấy.
Ui. Cũng trúng nhưng hơi yếu. Yếu yếu à? Nhưng mà dùng được. Tí là anh một khẩu em một khẩu cho em khẩu khẩu mạnh ấy. Đánh khẩu khẩu yếu chưa? Rồi, ok. Thôi bây giờ anh em mình ấy đi. Chuẩn bị sẵn bẫy đi, không tí sàn kéo về đây mà không kịp bẫy là toang ấy. Ok. À, hôm nay anh em mình sẽ dùng hai khẩu súng lục lép này nhá. Đấy, bên này dùng một con mực và một con cua để bẫy. Em phải kiếm cái gì để em phủ vào con cua đi. Em lấy cái hộp. Ừ. Tất cả hôm nay sẽ dùng toàn bộ cái chỗ này thôi. Mấy cái đồ này chắc mình nghĩ không cần đâu. Đấy, chủ yếu là dùng hai con này và khẩu súng lép này là ok rồi. Đạn xốp nhá. Đạn này thì an toàn thôi, không có nguy hiểm gì cả. Lấy được cái gì cho em? Em này cái này em dán không? Đây là con Pac-Man. Dán vào đây. Dán vào đây này. Giả đầu Pac-Man di chuyển à? Vâng, kiểu gì cũng sợ. Em dán thẳng trước mặt con cua luôn. À, ý tưởng đấy. Nhưng con này xịt thôi. Xịt chưa? Có xịt không? Không đúng không? Ok. Ngày trước anh bẫy húc vi hiệu quả cực ấy. Dán thôi. Ừ, dán thẳng đấy. Đấy, dán vào đấy tí nó mới di chuyển được, đầu Pac-Man mới di chuyển được. Còn con bực kia để nguyên nhé. Mình chỉ dán con Pac-Man thôi. Dán qua hai cái càng này. Thử thử xem nào. Em thử cho nó đi phát xem có ý tí không. Ôi ui rồi. Quả đầu Pac-Man di chuyển này nó là cấp luôn. Quả này không sợ mới lạ. Anh em nhìn chưa? Đấy rồi, Pac-Man di chuyển này. Trông mặt nó giữ cực em ạ. Thôi được rồi. Khả năng anh nghĩ là tổng mỗi cái này bẫy đã đủ thắng rồi. Nó đã sợ rồi. Tăng bên kia. Thôi đi, lấp đi. Sao nó sắp về đấy. Ok. Anh em sao mãi chưa thấy vào nhỉ? Chắc là không vào đâu, nhưng mà anh em chuẩn bị xong hết rồi. Ui, sang. Ui, sang này. Không ghi đâu. Không ghi đâu vào. Thế bây giờ nhảy nhá. Được không, không cần phải sang ra tay vội. Bây giờ em cứ dự phòng ở đây nhé. Để bọn anh dùng mấy cái bẫy kia để xem có bẫy nó không. Nếu mà dùng bẫy mấy xuống này mà xử lý được thì thôi em không phải ra tay. Ok nhé. Em cứ sang sang cái đắp đi. Nằm ngồi bên kia. Rồi ok. Bây anh em. Em cầm cái này. Bây anh em cầm cái này. Em cầm lên một cái. Thế đấy cứ để tí anh thả. Anh tí thả này nhé. Ui. Em nghe thấy tiếng cổng anh à. Cầm cấu cán. Ui. Này không ra đi vào. Cái nào. Ui. Nó lấy gì ra này? Nó không biết nó cầm cái hộp gì anh ạ. Ui. Nó lấy xe đạp à? À, xe đạp anh. Ui, nó bê cái xe đạp đi này. Chứ anh thả con gì nó bê xe đạp ra. Anh thả đi. Anh thả ra anh. Nó chạy rồi. Chạy rồi. Sao nó đuổi rồi? Xuống này bắn phát. Bạn này bắn phát nó ngã luôn.